Nấu ăn mùa này á, khó nhất là kiếm đủ nguyên liệu cho một món ăn. Nhưng mà cũng có một cái vui là mình có thể tùy ý sáng tạo một món ăn từ những nguyên liệu có sẵn ở nhà. Và một cái món dễ nhất trần đời đó là miến trộn hoặc là mì trộn với rau củ. Các bạn có biết là cái củ cà rốt này á, mình đã mua và trữ từ khoảng hơn một tháng rồi đó. Để trong ngăn mát một tháng mà nó vẫn còn tươi lắm nè. Cà rốt khi mà xào lên á, có một màu sắc rất là đẹp và cũng tạo vị ngọt cho cái món ăn nữa. Rồi trong số những cái rau củ mà có thể để lâu á, thì không thể nào thiếu củ hành. Củ hành tây này cũng có tuổi đời bằng với củ cà rốt đó. Và mình làm video này cũng là để tham gia một cái chiến dịch rất là ý nghĩa của TikTok. Một cái video nho nhỏ giúp các bạn giải trí, hy vọng sẽ khiến cho các bạn lạc quan hơn vào mùa này. Với mỗi một cái video tham gia vào chiến dịch ở nhà vẫn vui, TikTok sẽ góp 10.000 đồng vào quỹ chữ thập đỏ, góp phần cho các hoạt động chống dịch của Hội chữ thập đỏ Việt Nam. Mọi người hãy cùng tham gia với mình cho vui nha. Với mình thì nấu ăn cũng là một cái hoạt động giải trí á. Có điều là ra một món ăn ngon á thì mình sẽ vui hơn. Nhưng mà các bạn yên tâm là cái món miến trộn này nó dễ lắm, không thể nào mà dở được. Ngoài rau củ ra mình còn cho một ít cua ăn thừa từ hôm trước. Sau khi rau củ đã chín thì mình bỏ miến vô trộn với một ít nước tương. Các bạn có thể thay miến thành sợi mì. Chúc các bạn ở nhà vẫn vui và sáng tạo thêm được nhiều món ăn ngon.